Nè chị có ăn kẹo không anh chị? Anh chị có ăn kẹo hả? Rớt cà đưa đây bằng quả chậm. Con chậm cái gì lấy nha. Của ông. Của ông. Mẹ lấy cái bắt anh ấy cầm quà vô ôm ra đi chảnh đi hộ vậy hả? Chúc chị năm mới mình giỏi, giờ sức khỏe nha. Mùa xuân đến mang bao yêu đời, đứng canh buông xuân đưa trên ngôi.
dần dần sang đứng nhiều nói chung như vậy trong lên đây mẹ thằng xin đến bên nhau trong đời hãy hai cánh hoa thơm thay cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.